Vâng, Hoàng Gia Đô xin mến chào các bác. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh YouTube của Hoàng Gia Đô. Và trong video ngày hôm nay thì Hoàng Gia Đô sẽ làm một cái video để test và mời các bác chúng ta sẽ cùng so sánh chất âm của ba chiếc đầu tape đầu cassette của các thương hiệu như Akai và Tech. Thì Hoàng Gia xin giới thiệu qua về ba cái mẫu tape này. Con trên cùng là tape Akai 710D, con ở thứ hai là AK 709D và con dưới là Tech 650. Đó. Hai ba cái model này thì nó có cái mức giá nó cũng cầm xem nhau từ 5 triệu rưỡi đến 8 triệu. Đó, thì trong video ngày hôm nay em cũng sẽ làm một cái video để mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm chất âm và chúng ta sẽ được so sánh, được cảm nhận cái chất âm của ba cái chiếc đầu tape này các bác nhá. Thì đầu tiên thì em sẽ test chiếc đầu tape Akai 710D các bác nhé, là cái đầu trên cùng. Đó. Thì em sẽ dùng một cuốn băng và cùng một bài hát em sẽ test cho các bác để các bác cùng trải nghiệm cái chất âm của ba cái đầu tape này các bác nhé. Ba cái đầu tape này thì nó có cùng một cái size là 44. Đó, Akai thì nó sẽ có vỏ gỗ rồi. Còn thằng Tech là nó là vỏ sắt các bác nhé. Đấy, đều ba dòng này đều sử dụng đồng hồ vu. Đấy, ba sở hữu đồng hồ vu giống như kiểu giống nhau, đều là làm lệch về một phía bên tay phải của chúng ta đấy, và một cửa băng. Và ba chiếc đầu này thì đều sử dụng là cái máy của nó là cái là một chiều các bác nhá, đấy, chạy một chiều. Thì bây giờ mời các bác chúng ta sẽ cùng nghe thưởng thức chất âm của chiếc tape Akai 710D trước con nhá. Mời các bác chúng ta sẽ cùng theo dõi này, mời các bác nhá. Chiếc thứ hai là Akai 709D các bác nhá. Ok, bây giờ mời các bác chúng ta sẽ nghe chất âm của 709D này. Rồi, giờ phải chuyển dây đi ra hoa sen xuống nhá.
xuống này. Ok. Rồi, chúng ta sẽ nghe 7 đến 9D thể hiện này. Tất cả chạy từ thủy tinh nhá. Hai Akai đều từ thủy tinh hết rồi. Mời quan chúng ta cùng nghe nhá. Đấy. Tất cả thủy tinh nhá, tách từ thủy tinh hết các bác nhá. À, chúng ta sẽ đợi nó hết cái băng trắng này, sau đó chúng ta sẽ được trải nghiệm. Hai cuốn băng này thì Hoàng Gia sẽ làm thanh tuyển 1, thanh tuyển 2 sẽ gửi cho bác khách ở trong Sài Gòn nhá. Đấy. Bác nào thích làm băng trước 75 thì Hoàng Gia có rất nhiều các bác nhá. Và mời các bác chúng ta cùng nghe đã nào. Đấy. Ân tình này chưa phai theo kỷ niệm, hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi vang xa. Cùng là đầu tách, mời các chúng ba cùng xem nhá. Tách, tách này là tách 650. Mời chúng ta cùng theo dõi này. Sẽ thua băng vào tí nha. Rồi, mời các bác nha. Chúng ta sẽ được nghe đầu tách A650. Để xem chiếc đầu nào là chiếc đầu có chất âm hay các bác nhá. Tiếng hát thanh tuyền, dòng máu này còn chảy trong tim, ân tình này chưa phai theo kỷ niệm, hơi thở này còn thì tiếng hát thanh tuyền còn mãi vang xa. Thank you.
các bác rất là nhiều nhá, mười mấy phút theo dõi và được nghe. Vì chắc qua video này thì các bác cũng đã cảm nhận được chất âm của ba chiếc đầu này nó có khác nhau đúng không ạ? Nếu nói về ấn tượng nhất ấy, thì là sẽ là chiếc đầu số 1 và chiếc đầu số 3 sẽ có cái âm sắc ấn tượng nhất. Đó là tiếng sáng, nó không có cái độ sôi đúng không ạ? Tiếng trong và không có độ sôi. Và nó có chất âm xiêm nhau, đó là 710D và Tech 650. Còn riêng Akai ở 709D thì các bác thấy là tiếng nó tối đúng không ạ? Tiếng tối hơn rất là nhiều và nó có cái độ sôi. Độ sôi này là do ở máy nó phát ra, bởi vì là Hoàng Gia đã test trên cùng một cuốn băng, trên cùng một bài hát, thì có nghĩa là hai chiếc cái trên đồng đồng cùng và cái dưới cùng mà nó không có độ sôi thì có nghĩa là do cái sôi này là do ở cái chiếc đầu nó phát ra các bác nhá. Còn nói về âm sắc ấy thì 709D thì các bác thấy là tiếng nó rất là mờ nhạt đúng không ạ? Nó tối rất là nhiều. Còn ở 710D và Tech 650 thì tiếng nó cũng là xem nhau. Nhưng mà cái này nếu mà chúng ta muốn kỹ hơn thì chúng ta lại phải so sánh riêng giữa 710D và 650 nữa. Chúng ta phải ngồi lại so sánh một chút nữa thì chúng ta sẽ biết được là chiếc nào nó sẽ có cái ưu điểm hơn. Đấy, còn nếu mà chúng ta nghe như thế này thì như Hoàng Gia cảm nhận thì hai chiếc này nó có cái độ tương đối như nhau. Nhưng mà tất nhiên là nếu mà chúng ta nghe kỹ hơn và chúng ta được so sánh kỹ hơn ở hai video khác nữa, ở những video sau ấy, để chúng ta sẽ được so sánh những 710D và 650 thì chúng ta sẽ có một cái cảm nhận nó sẽ khác hơn rất là nhiều các bác nhá. Nó sẽ có sự khác nhau đấy, chứ không thể giống nhau được. Nhưng mà nếu mà nghe ở trong video này thì cảm giác là chúng ta sẽ nghe nó giống nhau. Đó, thì đây là cái cảm nhận của Hoàng Gia Audio. Còn không biết cảm nhận của các bác thế nào thì các bác vui lòng bình luận ở phía dưới nhá. Các bác có thể bình luận để lại những cái cảm nghĩ của các bác, để lại những cái lời nhận xét của các bác ở dưới cái video này của Hoàng Gia Audio. Vâng ạ, và trong chương trình ngày hôm nay thì Hoàng Gia cũng xin được tạm dừng và hẹn các bác ở trong những cái video sau. Thì Hoàng Gia sẽ lên sóng những cái sản phẩm khác để mời các bác chúng ta cùng trải nghiệm thêm. Đây là cái video để so sánh chất âm của ba chiếc đầu tép, hai Akai và một của Tech. Giá thì cũng rất là bình dân thôi, 710D 8 triệu đồng, Akai 709D thì nó có 6 triệu thôi, Tech 650 là 5 triệu rưỡi các bác nhá. Đấy, ba chiếc đầu tép này các bác có thể tham khảo để lựa chọn làm sao cho nó phù hợp nhất. Cảm ơn các bác, Hoàng Gia xin trân trọng xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio ạ.